Vâng, xin chào anh Nguyễn Văn Thao ở Gia Lai và xin chào tất cả các bạn nhé. Thì ngày hôm nay anh có đặt hàng ở bên em một động cơ phun xương 24V chạy nguồn DC 12 bóng led, có 12 bóng led nhé. Thì hiện tại giá sản phẩm bên em đang bán với giá là 100.000 một động cơ phun xương như này. Thì nếu như các bạn có nhu cầu mua sản phẩm thì vui lòng liên hệ số điện thoại Zalo ở trên tiêu đề video, hoặc là có thể truy cập vào Sendor, Shopee hoặc là Lazada đặt hàng cũng được nhé. Các bạn cứ tìm kiếm từ khóa linh kiện 789 là gia súc của mình nhé. Thì ngoài ra các bạn có thể truy cập vào website linhkien789.vn để đặt hàng cũng được nhé. Rất nhiều cách để các bạn đặt hàng. Thì đối với động cơ phun xương này thì em có chuẩn bị một cái bộ nguồn adapter 24V. Thì lưu ý là các bạn nếu như ai có chưa có bộ nguồn adapter 24V như này thì liên hệ với shop để đặt hàng nhé. Ở đây em có chuẩn bị một cái thao nước để test hàng cho anh luôn. Mình thả luôn vào thao nước này, cấp nguồn vào đấy, nó tạo luôn hơi sương lên luôn nhá, rất là mát. Là khi anh chị đặt ở trong phòng điều hòa hoặc là có đặt trước quạt thì nó tạo ra hơi ẩm trong mùa hè nóng bức, rất là dễ chịu cho sức khỏe nhá. Ok, như vậy là động cơ hoạt động tốt, rất là tốt rồi. Thì em sẽ tiến hành là đánh dấu ký hiệu lên sản phẩm để khi nhận hàng anh yên tâm hơn nhé. Đây là cái ký hiệu của anh nhé. Ồ, có chìa khóa em đây không? Ok, rất cảm ơn anh đã tin tưởng và sử dụng sản phẩm bên em nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.